Xin được kính chào quý anh chị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì chúng tôi cũng mới về một cái mẫu xe. Đây chính là mẫu xe Toyota Fortuner, máy dầu số tự động, và điều đặc biệt hơn nữa, nó được nhập khẩu nguyên chiếc. Từ tháng 8 năm 2018 thì Toyota Fortuner, đặc biệt là dòng xe máy dầu này, được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Có thể nói rằng là cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu này thì thời điểm tháng 8 năm 2018 nhập khẩu về Việt Nam được đánh giá là rất hot, và có thời điểm khách hàng phải lắp thêm đến khoảng tầm hơn 100 triệu phụ kiện, 150 triệu phụ kiện mới được sở hữu cái dòng xe này. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm. Xe này thì khách hàng mới bán lại cho chúng tôi do một anh giám đốc công ty về xuất nhập khẩu tại Hòa Bình. Anh ấy bán lại cho chúng tôi các bạn nhé. Mua xe thì tại Toyota Mỹ Đình và bán lại cho chúng tôi. Đây, biển số xe 28A 07221, 07214. Nó xe tư nhân các bạn nhé. Đi rất ít, đi được có hơn 3 vạn rưỡi thôi. Đi được 3 vạn rưỡi. Toàn bộ keo chỉ, những đường keo chỉ còn rất là nguyên bản. Lốp sơ cua, lốp chưa hạ, lốp nguyên bản nha, lốp sơ cua chưa hạ. Anh chị em thân mến, thì khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố. Xe bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, có bị tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không. Thì khi mà xe về đến showroom của chúng tôi cam kết cho quý anh chị các bạn là xe không bị tai nạn, không bị cổ máy, không bị ngập nước, và giấy tờ an ninh an toàn là hoàn toàn đảm bảo cho quý anh chị các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với những cái đường keo chỉ xem có vấn đề gì bất thường hay không. Các bạn có thể thấy, nếu anh chị em nào mà quan tâm đến về vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Còn nếu như anh chị em nào không có thời gian đến trực tiếp tại showroom tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, thì chúng ta có thể lán lại một chút qua màn ảnh nhỏ để có thể quan sát kỹ hơn về cái chất lượng của nó cụ thể thế nào các bạn nhé. Về chất lượng, đây, xe này ngày xưa lắp thêm rất nhiều những trang thiết bị phụ kiện, ốp ba sốc này, rồi ốp đèn này, rồi dán phim cách nhiệt chính hãng 3M, đầu DVD, camera lùi, nói chung là không thiếu gì cả bạn nhé. Ghế da, đây các bạn nhìn này, đấy, toàn bộ còn rất là nguyên bản này. Chất liệu ghế da các bạn nhìn này, không gian thì hơi tối một chút nhé các bạn nhé. Nếu anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể đến trực tiếp tại showroom số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xe đã được trang bị đây, ghế da này, rồi ghế chỉnh điện này, đầu DVD, camera lùi, hộp số tự động 6 cấp, cân bằng điện tử, 7 túi khí. Xe đi 37.000 km các bạn nhé, 37.000 km, máy dầu các bạn ạ. Đấy, máy dầu các bạn nhá. Đây, rất nhiều đồ đạc, phong bao, phong bì. Xe máy dầu nhá, đây, hộp lạnh, sản xuất 2018, cuối 2018 nhá, chỉ còn có mấy ngày nữa là 2019 thôi. Mấy ngày nữa là 2019 thôi các bạn ạ. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến vấn đề giá xe thì chúng tôi đang chào bán với mức giá là 999 triệu đồng. Giá thì vẫn có thể thương lượng được nếu anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom, hoặc có điện số điện thoại 0939063333. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Chúng tôi đang hỗ trợ trả góp lên đến 80%, như vậy chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm đâu đó 200 đến 300 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong những chương trình tiếp theo.